Thưa quý khán thính giả, người Salvador tố cáo cảnh sát trả thù và bắt bớ người vô tội. Thứ Bảy được coi là ngày đẫm máu nhất Salvador từ khi kết thúc nội chiến kéo dài 3 thập niên qua. Ít nhất 60 người đã bị các thành viên băng đảng sát hại và giới chức thẩm quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp để kiểm soát tình hình. Theo các tổ chức nhân quyền và giới phân tích thời sự, chỉ vài ngày sau đó, cảnh sát Salvador đã thực hiện hàng loạt vụ bắt bớ, nhưng không liên quan tới những vụ án mạng vừa xảy ra, lo ngại rằng những biện pháp này chỉ là để củng cố quyền lực của Tổng thống El Salvador, Nayib Bukele. Chính phủ Salvador cũng nhanh chóng phản ứng những vụ án mạng, giết người bằng cách đưa quân đội và cảnh sát đến bao vây những khu dân cư, lục soát xe cộ cũng như người ra vào. Quốc hội El Salvador đã thông qua sắc lệnh khẩn cấp kéo dài 30 ngày đình chỉ một số quyền tự do dân sự, được hiến pháp minh thị và cho phép chính phủ thực hiện những vụ bắt giữ tùy tiện, nghe trộm điện thoại mà không cần lệnh của tòa án và giải tán những hội đồng tại địa phương. Đến tối Chủ nhật, lực lượng an ninh Salvador giam giữ 576 người ở cùng một quận chung quanh thủ đô mà không nói rõ nơi đâu. Hoa Kỳ năm ngoái từng cáo giác Tổng thống Bukele đã thực hiện một thỏa thuận bí mật với băng nhóm bạo lực như MS-13, trấn áp giới đối lập và bất đồng chính kiến trước cuộc bầu cử. Nhiều nạn nhân đã bị giết vào thứ Bảy gồm những người bán hàng rong, những người mua bánh mì, tài xế taxi. Sau khi kết thúc chiến tranh năm 1992, hàng ngàn những người nhập cư Salvador bị bắt vì tham gia băng đảng ở Hoa Kỳ và bị trục xuất về nhà. MS-13 đến đây đã trở thành tổ chức tội phạm xuyên biên giới, nhúng tay vào những hoạt động từ thu gom rác tới buôn lậu ma túy tại nhiều quốc gia.